Bà Dân đầu tư hơn 700 triệu đồng để xây dựng căn nhà này cách đây 2 năm. Nay dự án cao tốc đi qua, gia đình bà cùng nhiều hộ dân khác đồng tình bàn giao mặt bằng. Vòng vòng đây thì cũng vậy đó, thì giờ người ta làm thì mình làm nha. Thì mong muốn mà nhà nước chính phủ đồ sao mà bồi thường cho mình thỏa đáng, mình di dời thôi chứ không gì. Lộ cao tốc của nhà nước thì làm thì đây là đằng này cũng thống nhất. Mong muốn nhà nước phải bồi thường cho dân để cho có cái kiếm lại miếng ruộng khác để làm ăn ổn định. Đến nay 100% cọc mốc giải phóng mặt bằng cao tốc Cần Thơ Cà Mau đã được bàn giao cho các địa phương. Dự án thu hồi khoảng 445 hectare đất và đang tiến hành kiểm đếm, đo đạc thu hồi đất. Các địa phương quyết tâm bàn giao 70% diện tích mặt bằng vào giữa tháng 11. Hiện nay tỉnh đang chỉ đạo rất quyết liệt, phối hợp cùng với chủ đầu tư đang thực hiện cái công tác giải phóng mặt bằng. Và là chúng tôi cam kết là sẽ bàn giao mặt bằng theo đúng như cái kế hoạch của nghị quyết 18 của chính phủ. Cao tốc Cần Thơ Cà Mau dài 109 km đi qua 5 tỉnh thành. Dự kiến công trình sẽ được khởi công vào tháng 11 năm nay và hoàn thành vào năm 2025.